Vâng, xin chào tất cả quý vị các bạn. Thì ngày hôm nay Tuấn sẽ chia sẻ một thông tin cho quý vị các bạn được biết, đó là về cái thông tin phạt nguội, đúng không? Ở tại Việt Nam ta thì nó đã bắt đầu thực thi và triển khai từ năm 2004 rồi. Thì những cái thông tin quý khách hàng vướng mắc hay là đi đăng kiểm, nhiều cái trường hợp cá nhân như chúng ta ra trạm đăng kiểm bị từ chối đăng kiểm, đúng không ạ? Có thể là do là bên phòng cảnh sát giao thông gửi những cái biên bản phạt nguội, nhưng mà ví dụ những địa chỉ như là Hà Nội hoặc là Thành phố Hồ Chí Minh thì hầu như phần lớn là địa chỉ trên đăng ký xe này và cái địa chỉ chúng ta ở thực tế thì gần như nó không trùng nhau, nên là cái biên bản phạt nguội hay như thế thì không đến được với tay khách hàng. Nên là để một cái duo nữa là Tuấn ấy, và một cái thông tin Tuấn biết là một vài năm trước thì một hãng taxi thì khi mà mình đã không biết bị phạt nguội thì nó đã lên tới là rơi vào khoảng đến hàng trăm triệu đồng, đúng không ạ? Thì hôm nay Tuấn sẽ chia sẻ thông tin cho quý khách các bạn biết là để mình chủ động hơn trong việc biết là xe của mình đã bị có bị phạt nguội hay không, đúng không ạ? Phạt nguội thì nó sẽ theo hình ảnh từ chiết xuất từ camera giao thông này, hoặc là theo nghị định 100 thì chúng ta có thể là theo những cái hình ảnh của người dân để xử phạt này. Tiếp theo nữa Tuấn thấy được có một vài cái thông tin là nghị định 65 thì có thể sử dụng cả hình ảnh từ trên Facebook, đúng không ạ? Nên quý khách hàng nên lưu ý. Thì để vào video chi tiết video tra cách tra phạt nguội như nào thì ngày hôm nay Tuấn sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn là hai cách để mình tra phạt nguội. Đầu tiên là tra có thể qua website của phòng cảnh sát giao thông này. Thứ hai là chúng ta có thể tra qua cục đăng kiểm, đúng không ạ? Để đi vào trực tiếp thì Tuấn sẽ hướng dẫn chi tiết cho quý vị các bạn. Dạ vâng. Vâng, và sau đây Tuấn sẽ đi hướng dẫn chi tiết về cách tra phạt nguội độ cho quý vị các bạn. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ tra trên cục đăng kiểm Việt Nam. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có lấy cái số đây, biển số đăng ký. Qua cái cục giao thông vận tải. Vâng, Tuấn chia sẻ thêm cho quý vị các bạn thì đây chia sẻ thôi. Tôi thấy Tuấn được biết và mọi khách hàng chia sẻ lại là những cái các điểm lắp camera phạt nguội thì nếu mà ở hiện tại thì Tuấn thấy là ở đại lộ Thăng Long Nội Bài này, và thêm nữa là Nhật Tân Nội Bài, quốc lộ 5, đúng không ạ? Ngoài ra những cái tuyến phố chính bao gồm như là phố Huế, Hàng Bài, Nguyễn Thái Học, Tây Sơn, Bà Triệu, Tràng Tiền này, Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, đúng không ạ? Thêm nữa là ở Thành phố Hồ Chí Minh thì Tuấn muốn chia sẻ luôn là tại Thành phố Hồ Chí Minh thì được lắp trên các tuyến đường như là xa lộ Hà Nội, đoạn chân cầu Sài Gòn đấy ạ, quận 2 này, dọc đại lộ Mai Chí Thọ này, nối dài với đại lộ Võ Văn Kiệt,
đi qua quận 1, quận 2, quận 5, quận 6, quận Tân Bình. 91 camera được lắp tại đó. Nên là quý khách hàng có bất cứ những cái khắc mắc hay là các vấn đề liên quan đến phạt nguội, tra cứu phạt nguội cũng như lỗi thì cũng có thể liên hệ với đội cảnh sát giao thông theo số điện thoại là 1900 6192. Vâng, vừa rồi thì Tuấn đã chia sẻ cho quý vị các bạn về cách tra phạt nguội. Cuối cùng xin cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi clip và rất mong quý vị các bạn hãy đăng ký kênh cũng như là chia sẻ để ủng hộ kênh nhiều hơn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.